Thì bác cũng nghe nói là ngày hôm nay mà đi mua vàng thì sẽ được tài lộc. Thì bác mua thì để cầu tài cầu lộc cho cả gia đình, cho con, cho cháu. Bác thấy năm nay nhiều người đến mua. Bác cũng không ngờ là năm nay cái số lượng người lại đến nhiều như thế được. Phải xếp hàng, có những người đến từ lúc 4 giờ cơ. Giá vàng thì cũng không tăng mấy so với năm trước, hợp lý về túi tiền của người dân nói chung. Mình chờ được nửa tiếng, đang thiếu chỗ ngồi, đâm ra là phải đứng đợi người ta gọi vào thì mới vào được.